Băng Di, ác nữ giật chồng màn ảnh Việt từng bị coi thường vì nghèo, bạn trai cắm sừng. Băng Di là một trong những diễn viên tiềm năng của showbiz Việt. Cô từng gây ấn tượng với vai diễn phản diện trong phim truyền hình Gạo nếp gạo tẻ. Nhờ đó, nữ diễn viên được đông đảo công chúng biết đến. Băng Di là một người mẫu ảnh, ca sĩ và diễn viên Việt Nam. Cô được chú ý nhiều hơn khi thường xuyên tham gia các bộ ảnh trên các tờ báo và tạp chí tuổi teen. Băng Di nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ bởi gương mặt xinh xắn, thân thiện. Sự nghiệp diễn xuất ngày càng thăng hoa. Băng Di tên thật Nguyễn Bảo Trinh là cái tên quen thuộc với khán giả Việt. Tham gia nghệ thuật từ năm 18 tuổi, Băng Di từng bước phát triển bản thân, không ngần ngại thử sức với nhiều vai diễn mới. Cô bắt đầu sự nghiệp bằng vai trò người mẫu ảnh cho các tạp chí, sau đó chuyển hướng sang diễn viên và tập trung cho nghiệp diễn đến tận bây giờ. Được biết, Băng Di chưa từng học qua trường lớp diễn xuất, mới đầu cô học hỏi từ những người diễn chung và đúc kết cách diễn riêng của mình. Băng Di thừa nhận rằng mình thích quan sát và khi nhận đóng một vai nào đó, cô sẽ nhớ lại những gì đã gặp ở ngoài đời thật tương đồng với nhân vật và mang điều đó làm chất liệu cho diễn xuất. Cô có xuất phát điểm từ vai quần chúng, sau đó khi khả năng diễn xuất được cải thiện, cô may mắn được nhận những vai lớn và ghi điểm trong lòng khán giả với đa dạng vai khác nhau, từ chính diện đến phản diện. Năm 2009, Băng Di có vai diễn đầu tiên trong đời, đặt cột mốc mới trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của mình. Có thể bộ phim Những Ngày Hè Xanh góp phần rất quan trọng trong suốt hành trình làm nghề của nữ diễn viên tài năng. Dù ở thời điểm đó cô chưa được mọi người biết đến nhiều, nhưng không thể phủ nhận đây là đòn bẩy giúp Băng Di có thêm nhiều cơ hội khác để chứng minh năng lực. 2 năm sau, Băng Di có liên tiếp 3 phim truyền hình trong năm. Tiêu biểu nhất phải kể đến bộ phim Tình khúc mùa thu, diễn viên Băng Di thủ vai Trang trong phim. Tình khúc mùa thu, phim của đạo diễn Trương Dũng, chuyển thể từ tiểu thuyết Chuyện tình mùa thu của Hoàng Thu Dung. Đây là bộ phim giúp lứa diễn viên đang lên khi đó như Băng Di, Chí Thiện, Thanh Trúc, Trọng Nhân nhận được nhiều sự chú ý của người xem. Các năm tiếp theo, Băng Di tiếp tục theo đuổi đam mê diễn xuất của mình, mỗi năm cô nhận từ 1 đến 3 bộ phim. Trong giai đoạn 2012 đến 2017 có thể được xem là thời điểm năng nổ nhất của Băng Di. Một vài tác phẩm tiêu biểu của cô phải kể đến như Cuối đường băng 2012, Trả giá 2014, Kẻ thù giấu mặt 2015, Mặt nạ tình yêu 2017. Riêng năm 2017, Băng Di có tới 5 bộ phim truyền hình lên sóng, dường như cái tên Băng Di phủ sóng khắp các trang mạng xã hội. Cô từng chia sẻ, xuất phát điểm của tôi là đóng vai quần chúng. Lúc mới vào nghề, người quản lý của diễn viên quần chúng sẽ nhận tiền cát xê chứ tôi không nhận trực tiếp. Nhưng khi quay xong họ cũng biến mất, không trả tiền cho mọi người và tôi. Lúc đó cát xê của tôi khi có thoại được 200-300 ngàn. Nếu chỉ có một phân cảnh đoạn chạy qua chạy lại thì chỉ có vài chục ngàn thôi. Tôi đóng nhiều nên được khoảng 2-3 triệu. Năm 2018, Băng Di làm náo loạn các trang mạng với vai ác nữ giật chồng trong phim Gạo nếp gạo tẻ. Đây cũng là vai diễn đem lại cho cô nhiều thành công và một hình ảnh hoàn toàn mới mẻ, khác biệt. Đường về có nhau hay những phận đời rối rêu cũng đều là những tác phẩm ấn tượng của Băng Di trong vài năm trở lại đây. Ngoài đóng phim truyền hình, Băng Di cũng từng góp mặt trong một vài bộ phim điện ảnh. 3 bộ phim chiếu rạp Băng Di từng tham gia là Số nhỏ 2015, Đời cho ta bao lần đôi mươi 2017 và Cậu vàng 2020. Trở lại màn ảnh năm 2022, Băng Di tiết lộ sẽ đóng vai nữ chính trong phim Người tình muôn mặt của đạo diễn Thái Trình. Đồng hành cùng Băng Di còn có diễn viên Lãnh Thanh cùng một số tên tuổi nổi bật của làng giải trí như Trương Thanh Long, Khương Thịnh, Phan Tân. Ngoài ra, Băng Di gây bất ngờ khi đảm nhận nhiều cảnh nóng táo bạo trong phim. Cô cho biết cố gắng thể hiện chân thực các cảnh quay để truyền tải thông điệp theo đúng tinh thần của tác phẩm. Có thể thấy sự đa dạng trong các vai diễn của Băng Di khi thay đổi diễn xuất mỗi hình ảnh, mỗi vai diễn lại đem đến cho người xem những cảm xúc khác nhau. Ngoài miệt mài và chăm chỉ đóng phim trong suốt hơn 1 thập kỷ qua, Băng Di cũng không ngần ngại thử sức ở nhiều vai trò mới để đa dạng bản thân và chứng minh năng lực. Bị bạn bè coi thường vì nghèo, bạn trai cắm sừng. Trước khi có được thành công như ngày hôm nay, Băng Di từng có quá khứ cơ cực. Cô không ngại cho biết bản thân từng tự ti, bị bạn bè coi thường vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Cô từng phải đi bán cơm, làm lễ tân cho studio ảnh cưới phụ giúp bố mẹ. Băng Di nói, vì nỗi sợ nghèo và khát khao làm giàu từ bé đã đưa Băng Di đến với vị trí như ngày hôm nay. Di đã vượt qua được cái nghèo bằng chính sự nỗ lực, quyết tâm của bản thân. Chỉ cần các bạn dám nghĩ, dám làm, các bạn xứng đáng có cuộc sống như các bạn mơ ước. Trong một chương trình truyền hình, diễn viên Băng Di đã trải lòng về chuyện tình yêu của mình trong quá khứ khiến nhiều khán giả truyền hình bất ngờ. Cô cho biết, khi mình có tình yêu, mình làm bất cứ chuyện gì cũng thấy cuộc đời vui hơn. Ngay cả lúc mình buồn, đau khổ thì tình yêu cũng giúp mình có tâm hồn sâu sắc hơn. Đâu phải lúc nào yêu cũng hạnh phúc, ngay cả bản thân em cũng bị cắm sừng và đau khổ, bị người ta bỏ. Mỗi lần mình trải qua cảm giác đau khổ, mình trưởng thành hơn nhờ những kinh nghiệm ở mối tình trước đó. Khi được MC đặt câu hỏi nếu vấp ngã hay bị phản bội trong tình yêu sẽ giải quyết thế nào, Băng Di cho rằng khi yêu và khi phát hiện ra sự thật là hai hình ảnh trái ngược nhau. Băng Di hài hước chia sẻ, tính mình hơi ngược, khi yêu sẽ rất cảm xúc, song khi bị phát hiện ra phản bội thì sẽ không còn cảm xúc nữa. Mình nghĩ rằng mình có giá trị riêng, khi người ta đã quyết định phản bội tức họ đã không tôn trọng. Lúc đó ý chí bản thân phải tôn trọng mình ra đi phải ngẩng cao đầu để một ngày nào đó, 5 hay 10 năm sau họ sẽ phải hối tiếc về mình. Hiện tại, Băng Di đang hạnh phúc với mối tình mà cô đã gắn bó 6 năm với bạn trai giàu có. Theo thông tin, bạn trai của Băng Di là Trúc Tinh Chim, chủ của nhiều nhà hàng quán bar có tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Trúc Tinh Chim còn là bạn thân lâu năm của Louis Nguyễn và Tăng Thanh Hà. Cô tự hào bạn trai là người tử tế, mang đến sự vững chãi, bình an. Cặp đôi gắn bó đến tận bây giờ vì biết tôn trọng nhau, luôn cho đối phương không gian riêng tư để làm điều mình thích.